Các hãng hàng không ở Hàn Quốc đã cố gắng tổ chức nhiều sự kiện để thúc đẩy ngành công nghiệp đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ý tưởng mới nhất đến từ Jeju Air. Họ đang phục vụ những suất ăn hàng không tại một nhà hàng pop-up ở khu Hongdae nhộn nhịp tại Seoul. Nhà hàng hội tụ đủ các yếu tố theo chủ đề máy bay để thu hút khách hàng. Chẳng hạn lối đi thiết kế giống cổng lên máy bay. Bàn ăn là xe đựng đồ ăn mà tiếp viên sử dụng để phục vụ hành khách trên mỗi chuyến bay. Khách hàng chia sẻ đây là một trải nghiệm mới mẻ giúp họ nhớ lại cảm giác ăn uống trên máy bay trong bối cảnh việc đi lại bị hạn chế do dịch bệnh COVID-19. Vì dịch bệnh nên chúng tôi không thể đi du lịch. Ăn ở đây giống như ăn ở trên chuyến bay thực sự vậy. Nhận thấy nhu cầu của khách hàng đang tăng lên, Jeju Air có kế hoạch mở thêm nhiều nhà hàng theo mô hình này ở những địa điểm khác. Chúng tôi chuẩn bị khoảng 120 suất ăn máy bay mỗi ngày và ngày nào cũng bán hết. Sắp tới chúng tôi cân nhắc mở thêm các nhà hàng pop-up ở những khu vực khác để cung cấp trải nghiệm mới mẻ cho những người mê du lịch.